Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Như chúng ta đã biết, trong trò chơi Puppy Playtime, tại phân đoạn cuối của trò chơi đã xuất hiện một con búp bê bé gái. Thì sau đó người chơi tiếp tục mở cái tủ chứa nó ra, tất cả mọi thứ đều đen thui. Tuy nhiên con búp bê bé gái này được tương truyền là chùm cuối của trò chơi Puppy Playtime kinh dị. Vậy nó có nguồn gốc như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì xã hội con người vô cùng phát triển, đặc biệt là trong ngành y học, đã đưa được nhiều biện pháp, nhiều phương thuốc để chữa bệnh cho con người. Trong đó có việc sinh đẻ của phụ nữ. Nhiều trẻ em may mắn được sống sót sau khi sinh ra đời. Tuy nhiên bên cạnh đó có rất là nhiều ca sinh khó và cũng không ít đứa trẻ không thể nào qua khỏi. Ngày hôm nay, một người phụ nữ đã sinh rất khó, khiến cho đứa con đã bị bầm tím, ngạt và cần phải đi cấp cứu gấp. Sau khi đứa trẻ ra đời thì một y tá cũng nhanh chóng chuyển sang một phòng dưỡng sức. Chắc có lẽ đứa trẻ sẽ tỷ lệ sống sót cao, bởi vì khoa học tại thời bây giờ cũng không hề thấp kém so với hiện nay. Tuy nhiên, đã có một kẻ nào đó nhìn đứa bé từ rất lâu, một mụ già trong khuôn mặt rất là ghê tởm. Thì ra mụ ta chính là một mụ phù thủy tàn độc. Mụ ấy hàng ngày hay lảng vảng ở cái kho hồi sức của trẻ em mới sinh hoặc là kho xác để tìm những đứa trẻ sơ sinh mới chết, hòng bắt linh hồn của bọn chúng để tạo thành búp bê comatong phục vụ việc xấu của mụ ta. Mụ ta cũng dùng một cái phép thuật làm đông cứng của y tá và sau đó bắt đứa trẻ mới sinh bị bầm tím chuẩn bị hấp hối kia. Sau đó thì cái mụ phù thủy độc ác này cũng nhanh chóng quay trở về nhà với chiến lợi phẩm của mình và chuẩn bị tạo ra một con búp bê comatong. Đứa bé xấu số vừa mới sinh cũng không thể nào sống sót được. Mụ phù thủy này cũng bắt đầu làm phép trộn thân xác của đứa bé và nhét vào một con búp bê. Kể từ đây, con búp bê chính là cái vỏ bọc của đứa bé chứa bên trong một linh hồn tội nghiệp. Tuy nhiên, cái linh hồn của đứa bé này vô cùng mạnh. Nó cũng đã thức tỉnh nhờ cái mụ phù thủy này. Nhưng mà ngược lại với những gì mụ ta mong muốn, đứa bé này nó nhận ra kẻ giết chết nó, kẻ làm xa cách nó với mẹ của nó, kẻ không cho nó thấy được những gì đẹp nhất trên bầu trời. Nó cũng đã quay lại và vật chính chủ nhân của mình là mụ phù thủy độc ác này. Thật đáng đời mụ ta, già, xấu, ế chồng rồi mà còn đóng vai ác nữa. Sau khi con búp bê comatong này thức tỉnh và giết chết chủ nhân của mình thì nó cũng nhanh chóng chạy và bập bẹ nhảy ra khỏi căn nhà của mụ phù thủy. Không, muốn quay trở về với bàn tay của mẹ mình. Tuy nhiên cái thân thể của nó là búp bê, rất khó khăn trong di chuyển. Và vô tình lúc này nó nhảy ra ngoài đường, nhảy lên trúng cái thùng của một xe ô tô đang chở hàng. Trên đó có một con búp bê bé gái. Nhìn thấy búp bê bé gái kia dễ thương hơn cái hình dạng của mình đang có, nó cũng nhanh chóng chuyển đổi thân xác và hóa linh hồn của mình vào bên trong con búp bê bé gái kia. Tuy nhiên, thay vì nó mong muốn quay trở về nhà thì chiếc xe ô tô chở cái thùng của con búp bê bé gái đó đã chạy tới một công ty. Những người công nhân cũng nhanh chóng đem cái búp bê bé gái bị ám linh hồn vào bên trong để xem hình mẫu và sản xuất ra hàng loạt. Hồng muốn bán một loại búp bê bé gái mới có tên là Bobby. Tuy nhiên kể từ đó, nhiều chuyện bí ẩn đã xảy ra. Rất nhiều công nhân và kể cả ông chủ của công ty mất tích một cách rất bí ẩn. Một khoảng thời gian dài, không ai dám bén mảng đến công ty này nữa. Một số người công nhân cũ tại đây đi vào để tìm đồng đội của mình thì cũng đã mất tích. Riêng hôm nay đã xảy ra một điều đặc biệt. Một cô gái cảnh sát, cha của cô ấy từng là công nhân tại đây, cũng đã mất tích vài tuần trước khi tới tìm đồng đội cũ. Vì biết cha của mình mất tích nên cô gái cảnh sát này rất nóng giận, liền ập vào đây và sử dụng súng bắn tứ lung tung, bắn ngay cả con búp bê Huggy. Nhưng thật kỳ lạ, con búp bê Huggy đó lại tiếp tục cử động và biến mất. Nhưng về phía của cô gái cảnh sát, cô ấy cũng đã tìm một hồi và chui vào một căn phòng. Trong căn phòng phát ra một tiếng hát rất là nghe ngọt ngào, một tiếng hát của một đứa bé gái. Thì ra nó phát ra từ miệng của búp bê bé gái Bobby. Con búp bê trước đây từng bị mụ phù thủy nguyền rủa linh hồn vào bên trong. Con búp bê này liền thức tỉnh và sau đó dùng ánh mắt chết chóc của mình tấn công lấy cô cảnh sát kia. Sau đó nó cũng nhanh chóng tiến lại gần cái xác chết của cô cảnh sát và cúi xuống dường như nó muốn làm điều gì đó. Ôi trời đất ơi, nó cũng đã bắt đầu dùng linh hồn bên trong con búp bê và chuyển đổi sang thân xác của cô gái đã chết đó.
Chắc có lẽ nó vẫn mang linh hồn của một đứa con gái. Nó muốn có một cái thân thể thật xinh đẹp. Khi thấy tới xác của cô gái này, nó cũng đã liền quyết định làm như vậy. Khi sở hữu được thân xác của một con người thật sự, có thể di chuyển và đi tự do, nó nhanh chóng đi ra khỏi cái nhà máy sản xuất búp bê. Ở ngoài đây rất là nhiều cây cỏ, hoa bướm đang mọc. Mặc dù là buổi tối nhưng mà bọn chúng rất khoe sắc và mùi thơm ngào ngạt. Trong lúc nó đang ngắm cái cảnh tuyệt đẹp mà Trần Thế lần đầu tiên được thấy, thì bỗng dưng nó nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ già. Người phụ nữ đó bảo: "Cướp, cướp, tôi không có tiền đâu." Nó cũng nhanh chóng chạy ra thử và thấy được một tên đàn ông bậm trợn đang cố gắng tấn công một người già neo đơn tội nghiệp. Sau đó nó cũng đã nổi máu đàn ông lên, à quên, nổi máu đàn bà nghỉ hiệp lên, trừng trị cho tên cướp đó một trận. Tên cướp vô cùng hoảng loạn khi thấy được một thứ gì đó thật kỳ lạ. Thân hình thì của một cô gái, nhưng cái đầu thì là của một con búp bê. Tên cướp đó cũng la lớn, đàn em của hắn cũng chạy tới và sử dụng hung khí để tấn công con búp bê hình người của chúng ta. Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì to tát, nhưng mà tiếng súng đã vang lên. Những tên giang hồ bảo kê ở khu vực này liền thấy có một cô bé gái kỳ lạ tấn công, thì bọn chúng cũng đã không tha cho cô bé. Mặc kệ cô bé là người hay ma, bọn chúng cũng dùng súng, dùng vũ khí đánh nhau. Sau đó cũng khiến cho búp bê bé gái Poppy hình người nổi điên lên và giết chết bọn chúng. Từng tên bị dặn cổ, máu chảy tùm lum. Lúc này người dân khu vực cũng đã nhìn thấy và nhanh chóng báo cảnh sát. Về phía của cảnh sát, từng thu thập được rất là nhiều thông tin. Có người mất tích, có người bị những sinh vật kỳ lạ trong nhà máy sản xuất búp bê này tấn công, nên họ cũng đánh dấu ở cái công ty này là vùng đỏ. Khi nghe có chuyện thì cảnh sát cũng nhanh chóng nhờ bên quân đội ập tới, và họ đã nhìn thấy búp bê Poppy với thần hình của một người con gái. Lúc này về phía của búp bê Poppy rất hoảng loạn. Nó chỉ muốn ra ngoài để thưởng thức cái thế giới xinh đẹp xung quanh mà lúc nhỏ tới giờ nó chưa được nhìn thấy. Nhưng mà có vẻ mọi chuyện từ nhỏ đã xé thành to. Bên phía cảnh sát cũng đã nhận định nó chắc chắn là con quái vật đang lộng hành trong công ty sản xuất búp bê Poppy bị bỏ hoang bấy lâu nay. Cảnh sát cũng liên tục nã súng vào trong người nó. Điều này đã bắt đầu khiến cho linh hồn bên trong của búp bê Poppy bé gái nổi điên lên. Cơ thể của nó dần to ra, những cái xúc tua mọc ra trông rất giống như một con nhện. Và rồi trên con nhện đó là hình thể của một con búp bê bé gái. Nó đã quay về cái sức mạnh thật sự của mình, sức mạnh bấy lâu nay chưa từng bộc lộ. Sau đó búp bê bé gái hình nhện cũng nhanh chóng chạy lung tung để hòng muốn né tránh đạn bên phía cảnh sát và quân đội. Nhưng mà có vẻ bên cảnh sát quyết không tha cho nó, thế là cũng đã ép nó vào đường cùng. Nó bắt đầu tàn sát và dùng những sức mạnh đặc biệt của linh hồn từng bị mụ phù thủy giam cầm trong cơ thể của con búp bê bấy lâu này. Tuy nhiên bên phía của con người tưởng chừng như sẽ yếu thế, nhưng mà bên phía của con người cũng đã lường trước điều này. Họ muốn chống lại những thế lực siêu nhiên thì chắc chắn bên phía con người sẽ liên minh với những siêu anh hùng đặc biệt nào đó để chống lại nó. Vâng, đó chính là người Ultraman. Con người đã trực tiếp mời người Ultraman xuống đây để hòng tiêu diệt những thế lực xấu xa mạnh mẽ tại trái đất. Và lần này con búp bê bé gái hình nhện của chúng ta đã đụng độ tới những siêu anh hùng Ultraman vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên dù búp bê bé gái có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một vong hồn, một búp bê Kumatong, thậm chí là một con quái vật ở trong trái đất mà thôi. Còn về phía người Ultraman đã rất mạnh, còn rất đông nữa. Họ liên tục tấn công và sử dụng khả năng cường kích hạt Rotong để giết chết búp bê bé gái. Búp bê bé gái đã ngã xuống. Trong lúc sắp bị tiêu diệt hoàn toàn thì búp bê bé gái cũng đã phát ra âm thanh. Âm thanh vang khắp mọi nơi và vang tới cái công ty cũ sản xuất Poppy. Từ công ty cũ đó có một sinh vật gì đó đang di chuyển tới. Thì ra đó chính là Huggy, nhưng ở hình dạng của Godzilla. Trước đây bên phía cảnh sát đặc nhiệm từng ập vào công ty của Poppy và khiến cho Huggy nổi điên tấn công ra ngoài. Và trải qua một quá trình, Huggy cũng đã sở hữu được hình dạng Godzilla đặc biệt. Nếu mà các bạn nào chưa xem tập đó thì hãy vào kênh mình và thưởng thức đi nhé. Quay trở lại với hoàn cảnh của búp bê bé gái Poppy. Sau khi bị hạ gục thì lúc này Huggy Godzilla cũng nhanh chóng có mặt để bảo vệ Poppy.
Tuy nhiên, sức mạnh của người Ultraman quá lớn, cộng với họ rất khổng lồ, Huggy, Godzilla một mình cũng không thể nào chống lại. Tuy nhiên, Huggy Godzilla đã cố gắng thực hiện một điều cuối cùng, đó chính là nhảy lên trên bầu trời, phía trên của búp bê bé gái Poppy, và nó đã tự phân cho tàn sát cơ thể của mình ra, rơi ra những nguồn năng lượng phóng xạ rất lớn từ cơ thể của nó, rơi xuống người của búp bê bé gái. Về phía của búp bê Poppy bé gái cũng đã hấp thụ toàn bộ năng lượng này và bắt đầu phát huy sức mạnh và nội lực bên trong. Búp bê bé gái Poppy đột nhiên trở nên khổng lồ và bắt đầu mọc đuôi và cả vây lưng phóng xạ nữa. Bây giờ nó đã thật sự trở thành một con búp bê bé gái vây lưng phóng xạ Godzilla. Xem tới đây, một số bạn sẽ đặt câu hỏi, tại sao búp bê bé gái này lại được búp bê Huggy bảo vệ liên tục? Vì giữa mối quan hệ của bọn chúng là gì? Theo mình nghĩ, chắc có lẽ giữa bọn chúng là tình yêu, hoặc là búp bê bé gái này đã tạo ra linh hồn của búp bê Huggy. Trở lại với trận chiến kinh thiên động địa, người Ultraman nhanh chóng ập vào. Tuy nhiên, sức mạnh của búp bê bé gái quá lớn cũng đã quật và làm một vụ nổ khiến người Ultraman văng ra. Quá nhiều thương vong, quá nhiều sự chết chóc. Búp bê bé gái cũng đã dừng tay. Nó nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong khu rừng rậm rạp, muốn xa lánh tại thế giới của con người, muốn xa lánh tại một cái nơi tưởng chừng là rất tươi đẹp, nhưng thực chất là không phù hợp với nó. Kể từ đó, loài người không nhìn thấy con búp bê nữa. Còn về phía cái công ty xưởng sản xuất cũ búp bê bị ám bấy lâu nay không có ai dám gần, thì con người cũng nhanh chóng tới đó tháo dỡ và san lấp mặt bằng. Vâng, tới đây chắc có lẽ câu chuyện đã kết thúc về nguồn gốc và sức mạnh thật sự của búp bê bé gái Poppy trong Playtime. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.